Em xin kính chào toàn thể các bác. Nay em dạo này em khá là bận nên là em còn khá nhiều hàng mà cũng chưa quay được. Thì cũng nhiều bác hỏi cái cặp 301 này. Thì hôm nay em cũng sẽ làm video để quay rõ cái cặp 301 này nhé các bác nhé. Em sẽ quay hình thức bên ngoài và cùng với này cái việc mà em mở ở phía bên bên trong ra. Em sẽ quay rõ. Em sẽ quay chi tiết từng loa một nhé các bác nhé. Con này về thì nó lệch cặp cùng một bên nhé các bác nhé. Đây cái lưới này. Đây là cái lưới ạ. Đây nó có cái lông vải này, em cũng chưa vệ sinh đi được. Đấy, nó có cái lông vải này. Mặt bên trong của nó đây. Đây, cái vị trí chỗ này nó hơi bị xúc một chút. Khi các bác nắp vào thì nó vẫn kín nhé, nó không bị hở cái này nha các bác nhé. Đây, ở trên đây có chữ đấy ạ. Thì các bác có nhìn thấy chữ không ạ? Để em lấy cái điện, cái đèn em soi. Đây ạ, không biết các bác có nhìn thấy cái chữ. Đấy ạ, cái chữ bô đấy ạ. Chữ bô ở trên cái khung này nha các bác nhé. Đấy. Đây là một cái lưới, em sẽ quay trước cái lưới nhá các bác nhá. Cái lưới đây là cái lưới ở phía trên, cái lưới mà không có mặt chữ ấy ạ. Đây là một cái nữa. Cái này thì lành nhá, nó không bị xúc một bên nào cả. Ở đây cũng có chữ của bô nhá các bác nhá. Đây ạ. Em lại phải lấy cái đèn em soi. Em đang quay dưới ánh đèn. Khi để này thì nó sẽ bị che. Đấy nha các bác nhá. Đấy. Số của cái lưới đấy ạ. Đây tiếp đến em quay tiếp lưới tiếp. Đây là một cái. Cái lưới này là lưới có mặt chữ nha các bác nhá. Phần này là lưới có mặt chữ. Đây em sẽ quay gần. Trên cái chữ này nó có một cái vết này. Để xa thì các bác không thể nhìn thấy được đâu ạ. Em bán hàng thì em quay rất rõ. Đấy. Về cái lưới này thì lành nhá. Đây em sẽ quay rõ các cạnh cho các bác xem. À đây, nó có đây, nó cũng cái này người ta đóng keo này. Đấy. Nó hơi tụt keo đấy ạ. Nắp vào của thì cũng kín nhá các bác nhá. Không bị hở. Và ở trên đây của nó cũng có chữ nha các bác nhé. Đấy, ở trên đây của nó cũng có chữ nha các bác nhé. Đấy ạ. Và đây là một cái nữa. Đây là một cái nữa. Cái này thì nó có một cái vết rách ở đây này các bác này. Để này thì các bác chắc là cũng khó nhìn. Đấy, nó có một cái vết rách ở đây thì em đã lấy chỉ bằng cái tài thêu thùa may vá của em thì em cũng đã khâu nó lại nhé. Tí em sẽ quay rõ cho các bác. Đây là cái chữ ạ. Thực tế ngoài đây những cái lông này em cũng đấy, nó có những cái lông bụi lông vải như này em chưa nhặt đi được. Đây cái này thì nó có hai cái vị trí. Đây là một vị trí tụt keo này các bác này, và đây cũng có một cái vị trí tụt keo. Em thì hàng về như thế nào em quay thực tế bán như thế thôi, chứ cũng không có xử lý bất kỳ một cái gì cả, ngoại trừ cái đây. Các bác nhìn cái vết chỗ này này, các bác có nhìn rõ không ạ? Đây, cái này là cái vết mà em may nó vào nhé các bác nhé, bằng gần hai đốt ngón tay. Đo thước thì nó chắc nó khoảng độ là 2 cm, đo thước khoảng độ 2 cm. Quay cái kỹ này thì các bác mới thấy. Đây mặt trong đây nó là ở cái chỗ này đấy ạ. Nó ở sát cái cạnh này. Đây cái chỉ em khâu nó vẫn có cái chỉ đang nòi lên này, này. Đấy nha các bác nhá. Đây nó cũng có chữ bô này. Đầy đủ. Đấy là phần lưới. Video này nó hơi dài thì là em sẽ đây lưới em xin phép em để ra một bên này. Em sẽ quay những cái loa. Đây là một con loa. Thì ngay như các bác cũng có thể nhìn thấy là ngay vị trí chỗ này nó có một cái vết. Em sẽ quay gần lại một chút, em quay từng con đấy các bác nhá.
màng loa rất là đẹp các bác nhé. Đây em quay màng loa, đây là màng loa bát đây, rất là đẹp. Đây nó có một cái vị trí vết này. Đấy. Đây trên đây nó có cái chữ bô đấy, em đang để ngược nên là các bác nhìn nó sẽ bị ngược. Loa chét đây, rất là đẹp. Đây là cũng là một con loa chét nữa, Squitter đấy, dây đấy, dây người ta quấn này. Hàng thì em cam kết zin 100% nha các bác nhé. Hàng em cam kết zin 100%. Đấy, chỗ này nó hơi bẩn này. Đấy, loa thì đây, đấy là mặt trước. Em sẽ quay từ mặt cạnh. Đây, cái mặt cạnh để bắt cái giá này thì nó cũ theo thời gian nha các bác nhé. Cái này thực tế đây, em sẽ lấy cái chai nước. Đây em có cái chai nước rồi nha các bác nhé. Chai nước. Đây. Đây các bác mà nâu có cái bác là về con đấy thì này là nó đấy, em cũng cho xuống cho cái điện thoại đấy, các bác lấy cái là nó sẽ đẹp ngay. Em thì về có sao em quay vậy, còn các bác về các bác thích đẹp thì các bác có thể đánh cái si ấy, các bác cái này các bác có thể lấy si các bác đánh là nó sẽ đẹp lên phía mặt sau đấy ạ. Đây phía mặt sau đấy nhá các bác nhá. Đây nó có cái vị trí đây hơi mép. Cái này là cái dán ở phía bên ngoài đấy ạ. Thùng này là hãng là cái thùng dán bên ngoài nhá, dán cái dạng si bên ngoài nhá các bác nhá. Chỗ này, này nó hơi cái mép đây. Đấy, nó bị tột đấy ạ, lâu ngày nó bị tột đấy. Đây nó có một cái vết bạc này. Cái này em cũng đã lau rồi nhá. Em lau nhưng mà chưa được lau kỹ lắm. Đây, bụi vẫn còn nguyên đấy các bạn. Bụi vẫn còn nguyên đấy ạ. À, con này là pack 2 này các bác này. Hai con này về này đều là cùng pack 2 hết. Số series con này là 134992. 134992 các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ xin phép quay sang cạnh bên. Đây cái cạnh bên này nó cũng có cái vết cũ theo thời gian. Cũ theo thời gian. Đây nó có cái vết bạc này các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Đấy, thực tế như nào em sẽ quay như thế thôi, còn bác nào yêu được thì bác ấy yêu thôi. Thế cái đây các bác nhá, và đây em sẽ quay cái mặt bên dưới của nó. Đây mặt bên dưới đẹp đẽ nha các bác nhá. Đấy là một con, em quay sang cái con phía bên này nữa. Loa đây nha các bác nhá, loa Twitter đấy ạ. Dây dở vẫn còn quấn ngon lành này. Cái này nó bụi đấy ạ. Bụi đấy. Đây ạ, dây vẫn còn cuốn ngon lành. Củ loa đây. Và tiếp cái con loa bát ở phía bên dưới. Con này là sử dụng một con bát đường kính 20 nhá. Và hai con loa Twitter đường kính là 7.5 cm. Đấy là thông tin của hãng người ta đưa ra. Đây, dòng này là 301 AV chỉ đỏ. Mặt trước đây các bác ạ. Tổng thể nhé các bác nhé. Đây ạ. Mặt bên hông đây. Cái vị trí bắt cái bát treo nó cũng có cái sự ngả màu. Nó cũng có sự ngả màu theo thời gian đấy các bác nhé. Có sự ngả màu theo thời gian. Mặt phía đằng sau đây. Đây con này nó cũng là 301 AV monitor. Em bắt nét vào đó. Đây số series là 134955 nhé. Cũng pack 2 luôn. Cũng trở kháng là 8 ohm. Trở kháng 8 ohm. Đây bụi đây vẫn còn nguyên, em chưa lau được kỹ. Đây là tổng thể phía mặt sau ạ. Thì các bác chịu khó xem cái video em quay nó kỹ thì này nó hơi dài. Nhiều bác thì không thích xem những cái video nó nan man thì các bác có thể tua qua những cái đoạn này nhé. Đây là nhìn tổng thể các bác nhé. Đây nó cũng có cái một chút bạc theo cái thời gian. Đấy là các cạnh của loa. Còn phía bên mặt dưới đấy ạ. Đấy, phía mặt dưới đấy. Thì bây giờ em xin phép em lấy cái tô vít. Em sẽ tháo nội thất ở phía bên trong cho các bác xem nhé.
để cho các bác xem hai con này là đây em hạ thấp cái điện thoại anh tiện em tháo con phía bên này trước nha các bác nhá. Thì các bác nào xem thấy video nó dài thì có thể tua đến những cái đoạn mà các bác muốn xem ạ. Đây em sẽ quay cái bát loa này các bác này. Đây nó bụi các bác nhá. Bụi đấy ạ. Thôi bây giờ em sẽ nhấc bên trong con bát vào cho các bác xem. Nó gồm có cái gì? Ở phía bên trong này. Đây nha các bác nhá. Con này là từ ngày mùng 9 tháng 10 năm 91 các bạn. Vàng chóe các bác nhá. Con này là củ bọc từ bông xốp đấy ạ. Đây em sẽ quay cái mạch ở phía bên trong cho các bác xem. Mạch phân tần phía bên trong nha các bác nhá. Đây. Đây là cái đầu cọng dây loa người ta cuốn. Em bắt nét vào. Đấy, cọng dây loa người ta cuốn. Còn phía bên trong kia là mạch điện. Thì nó sẽ có một con điện trở, một con tụ và ba con đèn. Ba con đèn này là nó ra cho ba con loa. Nhân đây này. Ba con đèn này vào một con loa luôn. Đấy nha các bác nhá, ở phía bên trong nó chỉ có vậy. Đấy, thì em xin phép em quay sang bên cái con bên. Đây, em xin phép em để ngửa lên. Đấy, bông của nó đây nha các bác nhá. Đây. Em quay sang phía bên cái con này. Em cũng sẽ tháo ra xem, cho các bác xem rõ ở phía bên trong. Đây nhá, về củ loa đây nhá các bác nhá. Đấy, em cũng sẽ nhấc nó ra xem phía bên trong. Đây, em sẽ tháo cái dây xoắn này ra. Đây, em đã nhấc bông xốp ra rồi. Con này là từ ngày 15 tháng 1 năm 92 nha các bác nhá. Đây con này từ ngày 15 tháng 1 năm 92 đấy ạ. Đấy ạ. Và đây là cái đầu dây loa quấn của nó. Đây quay như này cho các bác nhìn. Phía bên trong đấy ạ. Đấy, phía bên trong đây cũng có đấy ạ, một điện trở, một tụ và ba cái bóng đèn. Giống con bên kia nha các bác nhé. Đây bông này này. Coi côn em sẽ quay cho các bác. Đây phía bên trong là các bác này. Đấy. Đây để đây nha các bác nhé. Em bắt nét. Đấy. Chữ nghĩa nha các bác nhé. Số chữ nghĩa đấy. Đây phía bên này nó có đấy. Đây phía bên này nó có đây. Đấy. Đây. Hôn loa đấy. Đấy. Thì bác nào có yêu thích cái cặp này thì xin mời liên hệ với em. Con số điện thoại 0916507222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà,
thành phố Hà Nội. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.